Nhiều người sẽ đoán đây là ảnh chụp một góc của một chiếc ô tô màu đỏ. Thế nhưng lại không phải. Nhìn thì cứ nghĩ là ô tô, nhưng lại chạy dưới nước. Cụ thể là chạy trên vịnh Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh. Hai phương tiện lạ này không chỉ gây xôn xao dư luận vì hoạt động chở người không phép, mà những người ngồi trên đó còn không mặc áo phao, thậm chí còn ngồi lên nắp capo phía trước như thế này. Ngày 15 tháng 11 năm 2023, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa nhận được thông tin về việc có phương tiện lạ hoạt động chở người trên vịnh Hạ Long và sẽ xác minh làm rõ. Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian gần đây trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video clip về một phương tiện chạy dưới nước có thiết kế giống hệt một chiếc ô tô. Các đoạn clip, hình ảnh cho thấy có hai phương tiện giống nhau về kiểu dáng với màu xanh và đỏ. Đáng chú ý, phương tiện này chưa được đăng kiểm cũng như chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Đã vậy, người ngồi trên phương tiện không mặc áo phao, trong đó có một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt Nam. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, đại diện ban quản lý Vịnh Hạ Long khẳng định, đến thời điểm này, các phương tiện giống ô tô chạy dưới nước đang lan truyền trên mạng xã hội, không được cơ quan chức năng cấp phép, không có đăng ký đăng kiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vị này cho biết, nhóm người sử dụng phương tiện được nhắc đến vào đầu tháng 11 năm 2023 trên Vịnh Hạ Long, nhưng không xin phép cơ quan chức năng. Sau khi phát hiện vụ việc, Cảng vụ Đường thủy Nội địa Quảng Ninh đã yêu cầu đưa phương tiện lên bờ. Đến nay, các phương tiện này đã không còn hoạt động trở lại.